Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả các đồng chí. Mời các đồng chí ly chè Thái Nguyên cho thắm tình quân dân. Đồn là nhà, biên giới là quê hương. Báo cáo với lại các đồng chí, mình tháo chiếc âm ly đa tơn, có model là DA7000X, tháo ra để nghịch. Thì tiện đây chia sẻ với các đồng chí. Thứ nhất là cái âm ly này nó có lắp cái vòi chống hú, thì mình giải mã các chân chống hú của nó. Nói chung là đọc cái tác dụng của cái chân này. Đấy, để làm gì? Để có những đồng chí nào mà có nhu cầu lắp vòi chống hú vào âm ly, kính thưa các loại âm ly, cứ âm ly karaoke là mình lắp được hết nhá. Đấy, thì lát nữa mình sẽ chia sẻ. Âm ly này cái phiên bản đa tơn 7000X thì về cái kích thước của nó là coi như thế là nó chiều sâu là nó sâu hơn so với những chiếc âm ly khác. Độ nặng, cân nặng nó cũng nặng ký hơn. Đấy, cái mặt phay nhôm này nó nguyên một cái miếng như cái tấm bản mã này. Nó dày như này. Đấy, nó dày như này nhá. Đấy, rất chi là dày nguyên cái tấm nhôm này. Khi nào mà nó mà hỏng mà bán đồng nát thì mấy ông đồng nát ve chai mà mua được con âm ly này nhá, mẹ cười khánh khánh. Tiếp theo đến là giới thiệu bên trong nha. Để tiện đây, đây là nháy này. Nháy thì nó cũng tẩy số IC rồi. Đấy, nháy tẩy số IC rồi. Máy công suất, hai máy công suất là Zinker nha. Đấy, thì tháo cái này ra, giờ chia sẻ cho các đồng chí xem một cái mạch của nó. Đây là cái mạch music, mạch music 4IC, 1, 2, 3, 4 con IC. 4 IC này nó sử dụng con 4558 nha, tên của nó ấy. Đây. Nó là đẹp, đúng không? Rất đẹp. Còn đây là mạch master, dùng qua hai con music, hai con IC. Đấy, quen với cái vấn đề âm nhạc cứ music nhỉ. Quên mất cả tên vợ, lúc nào cũng cứ music 1 2 IC. đấy, là mạch master. Còn hai công tắc này là hai công tắc tách cầu AB riêng biệt. Về bản chất vấn đề thì cái công tắc này nó như công tắc điện này. Đấy, tắt bật tức là nó nối vào, nối thông mạch hoặc là đoạn mạch, tức là ngăn mạch nhá. Tín hiệu nó nằm phục kích ở đây nhá, giống như kiểu đêm nay rừng hoang sương muối đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới nhá. Mẹ đứng ở đây phục kích, mẹ giặc tới là mẹ vào tầm ngắm một phát là mẹ đầu ruồi chạm đến điểm đen là bóp cò ngay, bóp ngay nhá, còn pùm phát ngay hạ gục đối phương ngay. Thì đấy, như vậy tín hiệu nó nằm chờ sẵn ở đây. Khi mình tác động cái công tắc này ấn vào, tức là nó nối cầu, công tắc được bật thì nối sang bên đây, tức là có tín hiệu chạy ra loe. Đấy, về bản chất cái công tắc tách cầu A bên riêng biệt nó không có gì cả, nó chỉ thế thôi. Tức là tín hiệu nó nằm sẵn ở hai công tắc này. Đấy, khi ta ấn công tắc nào thì cái công tắc đó thông thì ở cái cầu đó nó có tín hiệu ra loe nha. Đấy, là về hai cái công tắc tách cầu A bên riêng biệt là nó chỉ có thế thôi. Đấy, thậm chí ở cái chỗ này mình có thể thiết kế N cầu cũng được nha, tại vì cứ đưa tín hiệu nằm phục kích ở đây, đưa sẵn ở đây. Đấy. Tiếp theo mạch Echo M50195 Huyền Văn Thoại đây. Đấy, các đồng chí nhìn rõ chưa? M50195. Đấy nha, M50195 phải đấy, phải để nghiêng nghiêng này. Đấy, nhìn kiểu nhìn không gian 3 chiều. Zoom, nhiều khi zoom lại hay hơn nhìn nha. Này. Đấy nha, nhưng mà nhớ là chỉ dòm IC thôi, chỉ dòm tên IC thôi chứ không được dòm cái khác nha. Đấy, M50195 nào này, thằng nào mà nghe nó hát chả hay. Ở đây nó còn ghi rõ này, Echo 7000. Đấy, cái này khó lấy nét lắm. Đấy nha, này khó lấy nét lắm. Đây là boy Echo. Còn boy mic đây, boy mic, hai boy mic. Mic con này thì nó lại có 4 con chip áp chỉnh 1, 2, 3, 4. Tức là cái độ vang vọng echo của nó ấy là nó cố định rồi. Nhà sản xuất nó đặt ở một cái mức độ tiêu chuẩn theo của nhà sản xuất, ta không chỉnh được nha. Đấy, mạch mic. Thế là tổng thể là mấy cái mạch này giới thiệu hết.
Bây giờ còn có mỗi cái mạch cái bùa trung hú, giới thiệu cho các đồng chí cái bùa trung hú để làm gì, để những đồng chí nào mà có nhu cầu lắp những cái bùa trung hú ở cái âm ly của nhà mình ấy thì chỉ việc mua cái bùa trung hú này về nha. Đấy, thế là lắp được thôi. Cái bùa trung hú thì nó có mấy chân, báo cáo 1 2 3 4 5, 5 chân. Bùa trung hú này tổng thể nó có 5 chân đây, nhà sản xuất nó đề rõ này, dễ quá, ai cũng có thể làm được. Từ từ nó sẽ nhát, mẹ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ, khoai nhừ thôi, đá ninh chả nhừ đâu, đá ninh thì có đợi nó nhừ này. Đây nha, nó lấy nét kéo qua đây. mười lăm vôn. Nhưng mà đây này, cái dây này đấy, từ từ đấy, nói 15V này cộng 15V trừ 15V vào mát, tức là cái bo này nó được nuôi bởi điện áp cộng trừ, điện áp cộng trừ 15V. Thế thì dễ quá nhỉ. Đây cái thằng này nó, cái thằng trước nó cấy nó lấy ngay đây, tại vì ở bản chất ở cái bo mic này nó cũng được nuôi bởi điện áp cộng trừ 15V đấy. Thì cái bo này nó phải được cấp điện cộng trừ 15V, tức là nguồn đối xứng ấy, thì là nó mới chạy. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là các đồng chí lưu ý, có những cái bo ấy, nó lại không dùng điện áp âm, nó lại chỉ dùng điện áp dương thôi nhá. Thế nhưng mà về cái bo nào ấy là nó cũng ghi ở đây rồi. Đấy, cộng trừ 15V. Thế còn hai cái dây này thì có một dây là dây in và một dây là dây out. Này. Tức là gì? In được vào, out là ra. Đấy, thế là hết nhá, có 5 dây. Thế thì dây in là dây vào thì vào đâu và ra thì ra đâu? Đấy. Thì bây giờ báo cáo. Đây là một cái mạch mic nha. Kính thưa các loại âm ly, mình cứ cái mạch mic này mình rẽ là mình lắp cái bo này vào cái mạch mic. Đấy. Là nó sẽ có tác dụng chống hú nếu như cái bo này của mình nó còn sống nha, bo này nó còn chạy. Thế thì bây giờ, thế thì cái đường in và đường out lắp vào chỗ nào? Đây. Ba cái dây này nhá, ba cái dây này là dây điện cộng trừ 15V không nói. Còn hai cái dây này. Đây. Còn hai cái dây này nó câu ở đây này. Nó câu ở bên trong con tụ này. Đây. Ở đây chỉ số con tụ này là con tụ 10 microfarad nhá. Thế mà để tìm được con tụ 10 microfarad mà không đúng chỗ, đúng không? Không đúng chỗ thì nó rất chi là mệt. Thế làm cách nào để tìm được cái con tụ này? Đấy, báo cáo rất chi là dễ. Tân lần như thế này phát ra ngay. Chỉ có một phát dùng nhất dương chỉ nha. Nhất dương chỉ mà điểm huyệt vào một phát nha. Đơ ngay, ê qua đơ ngay nha. Đấy, tăng đơ ngay. Con này là con to nhỏ của mạch mic volume. Đấy. Ta tìm cái chân số 3. Chân cuối này nhá. Chân đầu thứ tự từ trái qua phải, giống như kiểu ta viết là phải ta viết từ trái qua phải. Thế còn người China thì người ta viết từ phải qua trái cơ. Đấy. Từ trái qua phải, thứ tự từ trái qua phải, thứ bên trái là nó tiếp mát không nói gì cả, tại vì vặn về là nó tiếp mát là nó sẽ dập tín hiệu đi. Bên phải cái chân ngoài cùng. Mình sẽ dò từ cái chân ngoài cùng này nó đi đâu. Cái chân ngoài cùng này nhá, nó đi tới cái chỗ này. Cái chỗ này là cái con tụ 10 mi đấy, đây này, con tụ này. Đây. Đấy nhá, con tụ 10 mi này. Nó đi vào con tụ 10 mi này, một chân, còn một chân bên đây nó ăn vào cái con IC này. Đấy, thì mình không cần biết nó ăn vào con IC nào. Nhá, bắt chuột là việc của mèo. Đấy, mình chỉ cần biết mình dò cái chân này là cái chân thứ ba, chân giữa bỏ qua nhá, chân thứ ba của cái con chiết áp volume ấy, của cái mạch mic mình dò này. Đấy nhá, ở đây nó chạy qua con điện trở kệ nó, đây nó chạy qua điện trở kệ nó, mình dò vào đây để làm gì? Đây này, nó chạy theo cái đường này. Đấy, nó chạy theo đường này, nó chạy qua đây, ở đây nó kê qua con điện trở, xong nó vào cái con tụ 10 mi. Thế thì cái con tụ 10 mi này mình nhổ, mình vứt nó đi nha. Nhưng mà nhớ là vứt sạt rác, mà dứt nền nhà đi chân đất dẫm vào thì bỏ mẹ nha. Đấy, nhổ cái con tụ 10 mi này ra, mình đấu hai cái dây này vào nhau. Đây, đấu vào cái đường in out này. Đây. Đấy, thế còn đường in đây. Đấy, đường in đây. Đường in thì được nối vào bên âm. Đường out được nối vào bên dương. Nha. Đây này. Về bản chất của con tụ mà được phân cực tính ấy,
con tụ này là con tụ hóa nhá, con tụ hóa. Đấy, con tụ hóa được phân cực tính. Thì về vấn đề bo mạch là người ta ký hiệu đây. Đấy, cái phần âm này này. Đấy. Phần âm là người ta được sơn ở đây nhá, phần dương ở đây. Đấy. Đây là con tụ hóa, con tụ có phân cực tính. Thế còn con tụ này là con tụ không phân cực tính thì mình lắp chiều nào cũng được. Giống như kiểu các đồng chí lắp cái cầu chỉ, không nhất thiết là phải theo quy chuẩn chiều nào với chiều nào nhá. Đấy, cứ thế mà lắp thôi. Con tụ này cũng vậy. Con tụ có phân cực tính, dương âm thì ta phải tuân thủ. Còn con tụ không phân cực tính thì không cần phải tuân thủ nhá. Đấy, đây này. Chân ngoài cùng là chân in. Đấy, chân in thì nó vào dương con tụ. Đây. Nó vào dương con tụ. Nó vào dương con tụ 10 mi. Còn chân âm là chân out. Nhá. Tức là mình hiểu nôm na này, tín hiệu ở cái bo này nhá. Tín hiệu ở cái bo. Đây là cái lỗ cửa mic. Đây là lỗ cửa mic. Khi đưa đút mic vào đây. Alo hay là mở nhạc các kiểu. Đại loại là nó có tín hiệu nó chạy. Nó chạy lằng nhằng nhằng ở trong này. Nó chạy chán này nhá. Chạy chán rồi thì nó phải ra. Thì bắt đầu nó ra chỗ này. Đấy. Đấy. Nó ra chỗ này. Nó phải chạy qua cái bo này. Nó phải chạy qua cái bo chống hú này. Xong nó mới lại chạy vào đây. Nó chạy vào đây. Nó mới chạy vào cái con chiết áp to nhỏ này. Nhá. Đấy. Đây. Để mình điều chỉnh. Nhá. Có thế thôi. Cứ tìm cái con volume chiết áp volume của cái mạch mic này. Ta dò ngược lại. Dò ngược lại gặp với con tụ 10mm phát nhổ ra. Cắm nó vào. Cắm cái hai dây in out này vào. Thế là xong. Nhá. Thế còn cái vấn đề khoái, ở đây không bao giờ lo khoái, kể cả các đồng chí ấn nhầm vào đây, tức là nối nhầm hai cái chân này, không làm sao mà phải lo cả, tại vì chỗ này nó không liên quan gì đến cái vấn đề khoái ra khoái nhá, nó chỉ có nói hay không nói, nó có tác dụng trung hú hay không trung hú thôi. Đấy, thế còn về những cái con biến áp chỉnh ở trên này, 1, 2, 3, thì về cơ bản nhà sản xuất, người ta sản xuất cho cái bo trung hú này, người ta đã chỉnh chót các kiểu rồi. Đấy, thế nên là thôi, miễn chỉnh, mình cứ để thế mình dùng rồi nhá. Để còn những anh mà có y thuật cao thì chỉnh, chứ còn như mình thì thôi kệ này nhá. Đấy, không phải chỉnh chót gì cả. Đấy, thế giới thiệu với các đồng chí về cái cách nha, lắp cái bo trong hú rồi. Nhỉ, nói anh kỹ đi. Có đồng chí nào mà còn thắc mắc mà cảm thấy mà chưa tỏ văn tường thì cứ mạnh dạn liên hệ với mình. Thôi thế xin cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.